Công an thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa vừa điều tra làm rõ và bắt tạm giam Hà Văn Thắng, sinh năm 1987 và Phạm Quang Hùng, sinh năm 1992, đều ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc về hành vi trộm cắp tài sản là những giỏ hoa lan. Tang vật thu giữ gồm 27 chậu lan các loại, một xe ô tô Kia Morning, một kìm cộng lực. Đối tượng Thắng và Hùng khai nhận đã trộm lan của một số gia đình tại Thanh Hóa và tỉnh Hòa Bình. Cả hai vào mạng xã hội tìm những gia đình chuyên trồng và bán hoa lan, sau đó khảo sát địa hình để lên kế hoạch đột nhập. Đến thời điểm thích hợp, hai đối tượng đeo khẩu trang, sử dụng thang của ngành điện để trèo tường, dùng kìm cộng lực phá cửa giàn lan để lấy trộm. Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.